Buổi trưa hôm nay trời nắng rất là nóng luôn các bạn. Ngồi ở sân deck nhà mình, ngó ra đây là những cái chậu dưa của bà xã mình trồng, treo lững lẳng rất là dễ thương luôn. Đây là dưa hấu, có trái rồi nè các bạn. Cũng nhiều trái lắm, mà không biết bà xã mình dự định để bao nhiêu trái một giây đây. Ở đây là dưa lưới hay là dưa mật gì nè. Đó, muốn phê với các bạn luôn. Dâu tây chanh dây của mình hôm nay nó có bông rồi. Có trái luôn nè các bạn. Đây nè, để cho mình kiếm cái trái đâu rồi. Đây nè các bạn. Đó, một trái. Buổi sáng hôm nay mình thấy ba trái rồi. Đây một trái nữa nè các bạn. Đó, quá đã luôn. Rồi, chỗ nào không trái nữa rồi. Đâu trái nữa rồi em. Nãy anh thấy ba trái luôn á, nó trốn hay lắm các bạn. Lại chia phe chanh dây à? Ừ. Đó, nhà, cốt yếu là để phe chanh dây cho các bạn, nó có trái rồi. Lần đầu tiên mình được trồng chanh dây có trái. Chào cả nhà. Thì đây là lần đầu tiên hai chồng mình trồng chanh dây mà nó có trái như thế này. Hồi năm ngoái mình trồng thì nó có bông rồi, nó không có kịp có trái. Thì nhờ các bạn chia sẻ với lại mấy comment rồi đó, mình coi thì mình rút kinh nghiệm, thì năm nay mình trồng nó có trái, không biết nó có kịp để mình thu hoạch hay không, nhưng mà thấy có trái là vui nè các bạn. Bây giờ thì bông thì rất là nhiều luôn. Giữa tháng 8 là em nghĩ chắc có trái nó sẽ chín rồi, mình sẽ được uống nước đá chanh dây ha. Dạ, thì mình chia sẻ chút xíu về trồng chanh dây ha, thì cũng rút kinh nghiệm từ những anh chị đi trước. Thì chanh dây này nó chịu lạnh cũng rất là tốt. Mùa đông thì mình cắt những cái nhánh bớt rồi mình đem vô nhà mình dưỡng. Khi mình đem trở ra thì mình cũng cắt bớt cái nhánh thì nó ra những cái tược, thì nó ra trái. Và đặc biệt chanh dây này nó thích nắng, với lại nó bò rất là nhiều. Và nó thích rất là nhiều nước luôn. Đúng rồi. À, anh thấy nó ra bông quá là nhiều luôn nè em. Dạ. Đó, ở đây nó đùm đùm luôn các bạn. Nó chưa nó nở ra. Hồi sáng này bà xã mình thụ phấn rồi nữa. Đó, rất là nhiều bông. Đó, ở đây nè. Mà hồi sáng anh thấy nó không có nở ra, bây giờ bắt đầu nó nở ra ha. Dạ thì mình đã, hồi sáng thì mình tỉa bớt những cái lá rồi. Bữa hổm mình có tỉa nhưng mà nó ra nữa thì mình tỉa bớt lá nữa các bạn. Cho nên là nó cho nó đậu trái nhiều đó. Thì mình trồng ở trong chậu ha, thì các bạn thấy là mình tỉa hết những cái nhánh, mình chừa chỉ có ba cái nhánh chánh cho nó lên những cái tược rất là nhiều luôn. Cái này nó mập quá ha. Dạ thì ông nông dân thì bỏ cỏ trên mặt, cốt yếu là giữ nước, giữ ẩm cho cái đất nó ẩm ẩm hoài các bạn thì nó mới tốt. Tại vì mình trồng trong chậu các bạn, trời nắng mà nếu mà mình không giữ ẩm nó rất là mau khô, mình phải tưới hoài. Đó các bạn. Rồi, năm nay hứa hẹn có chanh dây để thu hoạch phải không? Bữa nay mình ra mình thu hoạch ha, mình trồng cái gì không? Dạ thì bữa nay thì mình ra mình nhổ tỏi con voi, mình trồng tỏi với mình thu hoạch cà tím với lại cái việt quất của mình đẳng anh à. Ồ nè các bạn, cà tím quá trời nhiều trái luôn nè. Rồi mình thu hoạch cà tím trước phải không? Hình như có thể 4-5 trái em mình thu hoạch được. Dạ. Còn non treo à? Còn ba trái này. Anh nghĩ cái trái này chắc nó bự lắm chứ không phải là nhỏ vậy. Nó đâu. Dài, nó bự, bự giống trái đó đó. Nè, cái này mới đúng tiêu chuẩn nè các bạn. Tiêu chuẩn đó nè. Wow, cái này nó mập giống Solomon mà hy vọng nó đừng có già. Nó không già đâu. Nè, còn mềm các bạn. Còn mấy trái kia chắc nó nhỏ ha. Rồi, được mấy trái. 1, 2, 3 4 trái. Mà anh thấy 5 trái mà. Cái nào nữa ta? Nào nè, chắc cái này nữa nè. Đó hả? Chắc cái nhỏ hả? Nè. Hai không? Nhảy luôn đi. Hai luôn đi, cho nó đủ 5 trái. Nãy mình nói hứa 5 trái mà. Hứa 5 trái thì đủ sẽ đủ 5 trái. Lại đẳng mình thu hoạch việt quất luôn. Cây việt quất này mình trồng từ năm rồi. Trái nhiều lắm mà nó hơi nhỏ các bạn. Thử coi nó ngọt không ha. Cây này bơ hổm là mình ăn hột rồi mình bỏ làm phân rồi nó lên, không biết là bí gì đây mình trồng luôn. Mình bỏ vô trong cái... Ồ, mình phải thu hoạch cái này nữa này em ơi. Cái gì? Phải tây. Ồ, phải tây thì chắc em chờ cho nó héo rồi mình thu hoạch. Cái này hổm nó héo hết rồi, giờ cái anh tưới nước nó lên nữa. Coi nè, anh đừng tưới nước nhiều nha.
tấp nó lại để nó. Tại vì khoai tây á, mình tưới nước ít cái củ nó mới nhiều. Ừ. Nè, việt quất của anh nè. Cái này thì việt quất nhỏ nhưng mà nó rất ngọt. Mai mốt mình phải trồng xuống đất đi em mày. Đúng rồi. Thì cái cây này mình trồng chậu hồi năm rồi trái nhiều bự lắm. Mà năm nay thì không đủ đất đó các bạn. Cho nên là trái nó nhỏ nhỏ không à. Anh hái ăn đi. Đây nè các bạn. Chín rục hết rồi. Cũng còn trái xanh nè. Mà trái quá lọt hết rồi. Có một tay hết không được. Nè. Không, có lấy cái cuốn cho anh ra. Chua. Rồi, cái này còn xanh thì nó chua. Ăn thử còn rồi. Cái cuốn. Ăn thử thôi. Thì anh ăn lụm vô hết. Ngọt không? Đây rất là ngọt. Tại lúc này nó nắng nhiều nè. Mà nó nhỏ nhỏ. Hái thì vất vả nhưng mà ăn ngon. Cái này anh nghĩ là nó nhiều trái, nó chín rục luôn rồi. Dạ. Dạ, xin mời các bạn. Cây này mình trồng xuống đất rồi đó. Cái năm sau nó có trái bự. Không đủ dinh dưỡng. Không đủ dinh dưỡng. Cái chậu nhỏ quá. Mà trái quá trời quá đất luôn. Nhưng mà cái năm kỳ rồi, 2 năm kỳ rồi thì mình trồng cái trái nó rất là bự ha. Này mình kiếm chỗ mình trồng xuống cho nó nó mình nghĩ mình trồng bên trước á, có nắng nhiều. Xè cái tàn ra các bạn, trái nhóc luôn á. Mình được không? Được rồi. Rồi giờ mình đi thu hoạch cái khác. Ok. Đó. Ăn trái này đi. Nhỏ nhỏ không mà các bạn. Cái này giống tiêu quá. Bự hơn chứ. Bự hơn tiêu, này tiêu hơi dôi. Ngọt. Vậy chứ trồng buồn buồn đi ra ngang lắc chừng ít trái bỏ vô miệng xong cái đi thu hoạch rau cũng vui các bạn. Anh thấy cái dưa hấu tí hon nó cũng có trái nhiều hả em? Em chờ nó chín ăn em. Em thu hoạch lượt á. Ngon ha. Ngọt. Để phe cái nó chưa có chín, chưa có bự dữ, chưa đến ngày thu hoạch. Nhưng mà trái rất là nhiều. Ở trong á các bạn. Anh đây nè. Ngon, bự đấy em ơi. Có cái trái bự rồi nè. Thu hoạch được luôn á. Quá trời trái nè. Wow, coi nè. Wow, trời trái luôn các bạn, nó nhỏ 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 nhỏ. Chưa có thu hoạch được thôi. Có một hai trái bự ra. Thì lúc đầu mình trồng nó eo ồ lắm, ông nông dân nó biết nào có trái, nhưng thật sự ra khi mà trời ấm cái nó phát nhanh dữ lắm các bạn. Còn cái cây việt quất này thì còn một trái xanh nào. Ăn hết rồi. Ông nông dân cũng hay thiệt chứ, trái chút xíu cũng nhìn thấy. Rồi, bây giờ mình thu hoạch tỏi ha em. Thu hoạch tỏi. Chứ trồng tỏi luôn các bạn. Lúc này đi ngang cái vàng của mình thì mát lắm các bạn, tại bầu với lại xu rồi nó lên dữ dội rồi. Nè, để xoe mấy cái trái bí nè. Và cái bầu hầu lô thì bữa mình thu hoạch giờ còn được hai trái bự. Rất là nhiều cái trái nhỏ nụ nụ. Hy vọng nó sẽ đậu á các bạn. Đây được hai trái bí. Đây nè các bạn. Còn trái nữa. Đó, cái vườn trưa. À, ngồi dưới đây nè các bạn, ngồi dưới võng, ô trời nó mát. À, nhưng mà bữa nay thì không có gió cho nên mình phải mở cái quạt lên, nhưng mà nó mát, rất là mát các bạn. Nếu mà có gió nữa là lý tưởng ngồi dưới đây. Rồi coi mướp nè, mướp là bữa mình thu hoạch được hai trái. Bữa nay thấy nó bự bự một chút này nè. Rồi, mình thu hoạch tỏi chỗ này hả em? Dạ. Tỏi này thì bỏ mình cột nó lại thấy nó héo rồi thôi mình nhổ luôn các bạn. Mà không biết có cũ không. Cái này mà mình trồng hồi nào ta? Trồng hồi năm rồi. Hồi tháng 11 năm rồi. Thì bữa nay năm nay mình thu hoạch cũng có cũ trồng. Mà đều cũng không bự lắm ha. Biết sao không? Nước nhiều quá. Nước hả? Tại anh để đây nó phun nước mỗi ngày á. Tỏi thì không cần phải tưới hoài đâu. Thì mai mốt mình dời chỗ khác. Cũng được các bạn. Thơm quá. Cái này là tỏi dôi á, mà sao nó không thành con dôi? Nó thành con dôi, thành chuột. Chuột. Cũng được mà. Cũng được. Vậy chứ mình phơi lại ngon các bạn. Tỏi mình trồng rất là dễ. Mình để đó cái
cái mình phơi cái đó có ăn hoài khỏi cần phải mua. Nhiều đây chứ ăn lâu lắm các bạn. Bỏ mình ăn chưa hết nữa đó. Nếu mà mình ngày cái mình để nó luôn cái mùa đông cái bự lắm á, nó lên lõi. Dạ mà nó bự lắm á, 2-3 năm nó bự lắm. À, cũng ngon này. Càng để càng lâu nó càng bự. Trời ơi. Ở đây có một cái nó nữa. Mình tưới nước nhiều nó ẩm cái nó. Ừ nó ẩm á. Giờ chỗ khác, tại này nó phun nước mỗi ngày á. Ở trên nó có cái bông thành cái tỏi luôn rồi kìa. Đó, đó, cái cây em mới nhỏ á. Cái cây em mới nhỏ á. Ồ, ngộ ha. Đó, ở trên bông, á, bông nó cũng thành tỏi luôn. Mình thải luôn xuống coi nó lên không? Chắc lên á. Chắc cái này kìa. Thương không? Tỏi kìa. Thương không? Này nó bự thành cái tỏi bự luôn á. Thơm không? Ừ, thơm. Thử không? Cũng là tỏi, tỏi, tỏi ở trên, tỏi. Bởi vậy cho nên mình phải hái ấy đó anh. Nếu mình không hái thì nó thành tỏi, nó thành ra cái củ chứ nó nhỏ. Hái cái bông của nó không? Cái này thì chắc kêu nông dân ấy xong rồi chắc mình. Ồ, mình có mấy cái đậu que bự bự rồi chắc cũng không hoạch luôn anh ơi. Ừ, em cũng tính á. Không nhiều nhưng mà nó cũng bự rồi. Tại bữa mình thu hoạch rất là nhiều. Mà năm này không có bằng năm ngoái không? Chưa đó anh à. Chưa tới ha. Chưa tới mà mùa. Ồ, có con sâu nhỉ? Sâu xanh. Cái rêu á. Để nó mình để cái nó mọc lên dữ. Cái này mình chắc mình khiêng lại kế cái hàng rào không? À, phải sát đó anh, cho nó đừng có ướt nhiều. Tùy theo loại các bạn. Chắc đậu phộng cũng không cần ướt nhiều đâu ha. Đậu phộng cũng không cần nhiều, cho nó khô nó mới có bông, nó có trái. Chắc mình khiêng hai nó để đắng luôn ha. Ừ, ta khiêng hai cái này để đắng. Khiêng nổi không? Nổi chắc. Đừng tưới nước rồi mình khiêng. Mình trồng xong rồi mình khiêng là đắng luôn. Để hái đậu que xong cái mình xới cái này cho nó xốp lại rồi trồng xuống. Đậu que thì có nhiều trái bự rồi, không có nhiều mà một ít cái bự rồi. Có nhiều người hỏi cái đậu que này dài này là đậu que tên gì em? Nó mình kêu coi, hình mình, như là mình long bỏ. Green bean hay gì đó nè. Long green beans. Yes. Bữa em thấy nó để cái tiệm người Hoa nó để tên vậy rồi mình mua mình trồng mới rồi mình tưởng là bún. Nhưng mà thật sự là đậu que mà cái loại này ngon lắm các bạn kiếm trồng đi ăn ngon lắm mà tiện lắm, một trái thành 2-3 trái của anh ta. Cái này đậu bún bắt đầu lên rồi nè. Còn không để nó già uống với những gì hết ở dưới đó còn. Còn không mấy mốt đậu đũa này coi nó được chưa? Anh thấy có nhiều cái nó bị có trái nhỏ này đó. Một hai dây thôi. Mà đậu đũa khó trồng quá. Đậu đũa nó khó trồng lắm các bạn. Nó chịu cái nóng các bạn, ở đây thì lạnh. Cái đậu tím này hồi đó mình trồng quá trời nhiều trái ha, bây giờ nó leo nghe thôi. Chưa đó, chưa bò lên đó anh à. Nó bò lên nó trái nhóc. Cái này cũng ngon lắm. Cái này bữa mình đi vườn ươm người Hoa mình thấy vẫn có bán cây con ha. Còn cái này thì mình của các anh người Việt cho mình cây cây rồi mình trồng mình lấy giống mình ươm luôn. Nhớ đó. Mình kia có không ta? Cái này xào ăn ngọt lắm luôn. Đó, còn trái nào nữa không? Cái mấy cái bữa hổm mình thu hoạch mình ăn chưa ta? Chưa, còn á. Đợt sau nhiều lắm luôn. Không có thời gian ăn. Rồi, rồi.
Hết rồi. Cái này dễ sót lắm. Hai chút bị sót rồi. Rồi, phải anh rồi. Xới đi. Bây giờ thì ông nông dân đi xới cái... Hay là mình muốn khiêng lại luôn? Trồng xong rồi khiêng. Xới vào cái đất đặng mình trồng nó tỏi lại các bạn. Hôm bữa mình đi vườn vườn ươm người Hoa đó có bán tỏi. Anh nghĩ mình đem lại đó mặc dù nó có nhiều nắng em. Yeah. Chiều thì nó không có nắng thôi chứ. Anh bữa mình đi vườn ươm người Hoa người ta trồng tỏi người ta bán tới 15 đồng một phao coi như 30 đô một ký các bạn. Là khoảng 500 ngàn ký. Bất không? Mà cái tỏi trồng đây đó. Lúc mình trồng nó mình lên trước cửa nó mình bán chừng 10 đồng phao thôi. Một... Giàu luôn quá. Không biết nó đuổi không ta? Thử. Wow, cái rễ nó quá trời không? Ở đây thì mình có một bụi nghệ. Và cụ nghệ này ăn cái ăn bánh xèo hái lá nghệ ăn được rồi nha. Thì đây tươi luôn ha. Ô đây còn củ nè em ơi. Lượm lên luôn đi. Xả cũng tốt quá anh à. Chắc mình hái ít tép xả lại chiều nấu lẩu mắm luôn. Ok. Ồ chắc hái hành luôn anh à. Rồi bây giờ cái vàng dưới cái vàng mát dễ sợ không? Mát không? Ừ. Ra ngoài đây mới nắng. Ra đây nắng giờ nóng ghê luôn. Đổ mồ hôi. Bữa nay 28 29 độ. Rồi đó mình làm tươi xong cái còn củ trồng á. Ồ cái hành bữa mình hái mình còn phơi trên nè. Củ hành em nghĩ chút mình hái cái hành lá luôn kìa. Nhà hết hành lá ăn hái luôn, sẵn nè. Anh nghĩ mình trồng đặc đặc một chút cũng không sao ha. Tỏi mà. Đó, cái mình cứ vậy đó các bạn. Mình tỏi mình cứ trồng vô đây là các bạn trồng vô đây để mà nó lâu lâu chút là ăn một năm luôn. Đúng rồi. Nó đóng luôn á. Rồi cái chỗ nào mà mình trồng không được nữa rau cải đó, mình nhét nó xuống các bạn. Nó dễ trồng. Hành củ cũng được, nhưng mà mùa đông thì hành củ chắc nó không lên hả em? Mùa đông hành củ nó lên mà nó không có nắng thì nó sẽ bị... Úng hả? Nó không có củ. Không có củ. Mà tỏi thì dễ lắm, lạnh gì nó cũng lên. Hành củ nếu mà các bạn trồng bây giờ thì tới sang năm mình thu hoạch nó sẽ ngon hơn tới đầu xuân á. Nếu có chỗ. Mà nếu mà mình trồng sang năm vậy mình trồng loại hành tím nó mạnh lắm, nó chịu cái lạnh luôn. Thì các bạn nè, nhớ bữa hai vợ chồng mình trồng tỏi chỗ này nè. Bữa nay nó lên rồi các bạn. Đó, nó lú lú hết rồi mà nó chưa lú đều ha. Chưa đều, có những cái nó chưa lên. Chưa lên. Đó, mình trồng như vậy cái mùa xuân năm sau cái mình thu hoạch được rồi. Xong rồi. Mình thu hoạch vậy nó không có lớn dữ nhưng mà ăn được các bạn. Ăn rồi mình lại mình hái hành lá luôn các bạn. Ồ, hành lá là cứ cắt đầu này nó lên đầu kia. Đó, mình cắt vậy ăn hoài. Sát gốc mà hay không? Cái nó lên đều à. Chứ mình hái lá rồi nó lên không có đều. Lên nhìn riết cả chồng nhồng chứ nó bị... Nó đổ chưa? Hành nữa. Chắc hai bụi nữa đi. Anh thích mà cái chanh dây này mốt mà chỗ trồng chỗ nào á mà có vàng đàng hoàng á. Nếu mà mình trồng mùa đông qua mùa đông mà nó sống ở ngoài các bạn. Mình làm cái vàng cho nó bò xung quanh cái túp liều lý tưởng của mình. Hái hết luôn biết chưa? Cho nó thoáng ở lên trên phải không? Lúc đó cái nó che mát cái rồi có trái đồ lòng thòng xuống như ở bên mấy cái bạn mà bên Caliato trồng trên dây quá trời trái nhưng mà bạn trồng được tại nhà bạn nó ấm các bạn trồng nhiều quá thì thấy nó cũng hết cũng như cũng là, như trồng dễ quá thì thấy nó cũng không còn quý nữa nhưng mà ở đây thì rất là quý. Với em nhổ ít cái tép tỏi luôn, với tép xả luôn. Xả này thì các bạn chia sẻ với mình là mình nhổ từ gốc luôn cho nó ra những cái ấy. Cho nó ra những cái dặn. Khác. Anh thấy người ta, anh dặn cái người ta nghĩ lên. Nè. Thấy không? Thì mình lựa cái bự mình dặn á. Cái gì cũng phải có kinh nghiệm mới được. Còn em không dặn, nhổ luôn nguyên gốc lớn luôn của nó. Rồi, được rồi, chắc này nó chưa có nhiều. Ông nông dân tiếc. Này lát lại nấu
cuốn mắm. Lẩu mắm. Lẩu mắm. Thì mình thấy là mấy cái mà mình bữa mình nhổ nè, cái này bữa em nhổ nè anh, giờ nó lên tốt lắm. Lên nhiều không? Một cái non ra nữa. Ê, dẫn, dẫn. Nó dẫn sợ cái quá. Đi, dẫn. Ây da. Dẫn. Nó sâu. Nó sâu quá. Cả nó dẫn cái nó đi. Nghe là lấy cây nhét nó. Lấy chân cây vào. Rồi, cái này chắc tại mình bỏ đất lên cao. Xong rồi các bạn. Rồi, mình đem ra đây mình phe cái thành quả. Xong rồi cái anh với em khiêng cái thùng tỏi với cái thùng đậu phộng đem lại ngay cái gốc đó các bạn. Gốc đó thì các bạn thấy bây giờ rất là nhiều nắng luôn. Từ sáng nắng riết tới khoảng 1-2 giờ trưa hả? Thôi, cái chân đập tỏi cho tỏi chắc ra rửa nó luôn. 1-2 giờ trưa rồi nó bị hết nắng. Như tỏi đây thì chút mình rửa xong rồi mình cắt các bạn. Muốn xịt rửa luôn không anh? Xịt luôn đi. Hả? Cho nó đẹp một chút. Rồi, úng cái nó bị. Úng không? Thì úng cái vỏ nhưng cái ruột nó vẫn còn được mà thấy không? Tại chỗ này nè các bạn. Cái dồi tự động này nó phun qua tới đây. Cho nên lúc nào nó cũng ẩm hết. Cái này thì không cần nước nhiều. Mình bỏ bê nó khô nó vẫn sống. Giống như phải tay vậy đó. Anh không cần phải gắn dò cho phải tay đâu. Cho nó héo vậy. Nó cũng ngon lắm. Tỏi nếu mà mình cứ trồng nhầy hoài các bạn, chim vô chim ra nhầy hoài cái khỏi cần phải mua tỏi ăn nữa. Mình trồng chỉ chỗ này có chút xíu nha, như đây là hổm mình trồng ở mé bên đây chỗ mà mình trồng mới trồng hành đó. Đó, bây giờ cũng còn ở trong nhà. Sao bà hổm cái chỗ mình trồng xung quanh đó nhớ không? Ừ. Mình trồng mấy cái xác giác đó các bạn. Chỗ đó không có đó. Nắng gì trơn á mà nó cũng ngon dễ sợ, tại mình để 2 năm luôn. Năm này mình để càng lâu nó càng bự không? Cái tỏi cái củ nó cũng bự nè. Bự mà nó chắc dễ sợ. Nó nhiều tép ra phải không em? Mà nó chắc lắm, cái tép nó bự lắm. Xong. Anh qua anh xịt cái nước cho em rửa tay cái. Thôi chưa. Xong. Wow, cũng được như đây vậy không? Nhiều chứ ăn đã đời luôn các bạn. Ăn ngoài trong mát luôn đi. Mình phơi xong cái mình... Cái giỏng kìa. Rồi, đây chắc được rồi. Nhiều đây cái mát quá. Bữa nay thì thu hoạch được mớ cà tím đầu mùa, đậu que, mấy cái đậu que không nhiều. Tỏi, hành lá, xả ha. Coi như cái miếng không có nhiều. Nhưng mà đủ ăn. Trời nóng dễ sợ, vô cái vàng cái gió hổi hiu hiu mát dễ sợ luôn các bạn. Rồi thôi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình. Nếu các bạn thích xin bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye các bạn.